Đồn biên phòng Trung Bình, bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 11 tháng 11 tại ấp Đầu Dòng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tổ công tác đồn biên phòng Trung Bình, bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng chủ trì phối hợp với công an huyện Trần Đề bắt quả tang đối tượng Huỳnh Thí Kiều, sinh năm 1968, có hộ khẩu thường trú tại số nhà 392 khóm 1, phường 7, thành phố Sóc Trăng, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện thu giữ một túi zip ni lông, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng có khối lượng hơn 9,7 gram và một số tang vật có liên quan. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Kiều khai nhận gói ni lông trên là ma túy tổng hợp dạng đá, được đối tượng vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ danh tính. Hiện bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.